nằm ở bảng đầu có sự góp mặt của Real Madrid và Inter Milan. Nhưng Borussia Mönchengladbach lại đang gây bất ngờ với ngôi đầu bảng. Vòng đầu tới đây, họ sẽ tiếp đón chính đại diện của Italia ở lượt trận thứ 5. Một chiến thắng sẽ giúp Borussia Mönchengladbach có được tấm vé đi tiếp. Mönchengladbach đang rất quyết tâm để lần đầu tiên trong lịch sử được tham dự vòng đấu loại trực tiếp của Champions League. Với Inter Milan, họ cũng rất cố gắng để ít nhất không kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng. Phong độ của Borussia Mönchengladbach, những gì Borussia Mönchengladbach thể hiện từ đầu vòng bảng mùa giải năm nay là rất ấn tượng khi họ vẫn đang bất bại sau 3 vòng đấu đầu tiên và có được một chiến thắng. Với 5 điểm có được, hiện họ đang đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng và cách nhóm bám đuổi với khoảng cách là 1 điểm. Thành tích thi đấu trên sân nhà của Mönchengladbach đang tỏ ra tương đối tốt. Họ thắng 3 và hòa 4 ở 7 trận gần nhất chơi tại Borussia Park. Ở Champions League mùa giải năm nay, Borussia Mönchengladbach đang dẫn đầu về thành tích sân nhà. Họ đã có được 4 điểm sau 2 lượt trận với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, Inter Milan lại đang chơi không tốt mỗi khi phải làm khách. Họ đã không thắng ở 3 trận liên tiếp trên sân của các đối thủ. Số điểm mà đội bóng này giành được trên sân khách của C1 chỉ là 1. Họ đã thua 1 và hòa 1 sau 2 trận sân khách. Dù được kỳ vọng rất nhiều trước khi bước vào vòng bảng Champions League, tuy nhiên những gì Inter Milan thể hiện lại khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, họ đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khi chỉ có được 2 điểm. Ở trận đấu gần nhất được chơi trên sân nhà, Borussia Mönchengladbach đã có được chiến thắng 4-0 trước Shakhtar Donetsk tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Trong khi đó, chuyến làm khách gần nhất của Inter Milan là trận hòa 1-1 trên sân của Atalanta. Hàng công của Mönchengladbach đã chơi bùng nổ tại Champions League mùa này khi ghi tới 14 bàn sau 4 trận đấu, trung bình 3,5 bàn một trận. Ở mặt trận phòng ngự, họ cũng đang là đội làm tốt nhất ở bảng đấu khi chỉ nhận về 4 bàn thua. Trong khi đó, Inter Milan lại đang ngậm ngùi đứng cuối bảng khi mới chỉ có được 4 pha lập công. Bên cạnh đó, đại diện của Italia cũng chơi không tốt trong khâu phòng ngự với 7 lần phải vào lưới nhặt bóng. Ở 5 cuộc đọ sức trong quá khứ giữa hai đội, đã có tổng cộng 15 bàn thắng được ghi, trung bình 3 bàn một trận. Trong đó, đại diện của Đức có 6 bàn thắng, con số này bên phía đội khách là 9. Tỷ lệ kèo tài xỉu được đưa ra là 3. Tỷ lệ ăn cược của người chơi đặt cược tài là 1,84, xỉu là 1,84. Nếu trận đấu có 4 bàn thắng, tài thắng cược, xỉu thắng cược khi có 2 bàn hoặc ít hơn. Dự đoán của chuyên gia, chọn tài. Chỉ tính riêng 5 trận gần nhất chạm trán, Inter Milan là đội có được thành tích tốt hơn với 2 lần giành chiến thắng. Trong khi đó, đại diện của Đức chỉ có được 3 lần cầm hòa đối thủ, bao gồm cả trận hòa với tỷ số 2-2 ở giai đoạn lượt đi vừa qua. 2,95, 3,5 và 2,25 là tỷ lệ kèo mà nhà cái châu Âu đưa ra ở trận đấu này. 3 tỷ lệ này tương ứng với kết quả Borussia Mönchengladbach thắng, hòa và thua. Tỷ lệ kèo trận đấu này được nhà cái châu Á đưa ra là 1/4. Tỷ lệ ăn cược của Borussia Mönchengladbach và Inter Milan là 1,89 và 1,98. Nếu đội khách có được chiến thắng, người chơi đặt cửa trên thắng cược. Nếu hai đội hòa, người chơi thua nửa số tiền. Người chơi thua cược khi chiến thắng thuộc về Borussia Mönchengladbach. Với phong độ của hai đội hiện tại, theo tôi chọn cửa dưới Mönchengladbach và kèo tài là hợp lý. Dự đoán tỷ số: Mönchengladbach thắng Inter Milan 2-1. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới. Chào thân ái và hẹn gặp lại!